Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 24 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, dưới tác động của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ, liên tục trong 3 ngày nay, miền Bắc thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Tuy nhiên, trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ tạm thời suy yếu, vì thế mà Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi. Ngày mai trời nắng nhưng cường độ nắng không mạnh, mức nhiệt sẽ không quá cao, cao nhất chỉ dao động xung quanh ngưỡng 30 đến 33 độ ở phía đông và 32 cho tới 35 độ ở phía tây. Giải mây dông ở phía bắc cũng khiến cho nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần. Dự báo ngày mai ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nhưng không còn nắng gắt như những ngày trước nữa. Mức nhiệt cao nhất vào khoảng 32 đến 36 độ. Vùng nóng hầu như thu hẹp lại ở khu vực các huyện vùng núi phía tây với mức nhiệt cao 37 đến 38 độ. Đáng lưu ý là ban ngày trời nắng nhưng về chiều và tối thì khả năng cao ở đây sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý. Thưa bà con, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp của năm 2020, để chủ động phòng chống bão, lũ lụt cho cây công nghiệp, cây ăn quả, Cục Trồng trọt khuyến cáo bà con nông dân chuẩn bị tốt các tình huống để ứng phó và chủ động khắc phục sau thiên tai thông qua các biện pháp sau. Trước bão, lũ lụt, bà con cắt tỉa cây được thông thoáng, cành vượt, cành đan chéo nhau, cắt bỏ phần ngọn để hạn chế chiều cao của thân chính nhằm giảm thiểu việc tạo lực cản lớn khi gặp gió mạnh làm cây dễ bị gãy đổ. Chằng néo thân cây hoặc cành lớn theo 3 hướng để hạn chế đổ ngã. Chú ý nên dùng ruột hay là vỏ xe cuốn xung quanh trước khi buộc cây để tránh gây hư hại vỏ thân cây hoặc là cành. Mở các dây kẽm ngay sau khi mưa bão. Đối với cây đang mang trái, nếu đã đến thời kỳ thu hoạch thì cần chủ động thu sớm khi có những cảnh báo của cơ quan, khí tượng, tỉa bỏ bớt trái trên chùm để tránh va đập gây hư hỏng hoặc là rụng trái. Đối với vườn có hệ thống đê bao và mương tốt thì nên khống chế mực nước trong mương dưới mặt líp là dưới 40cm, xẻ mương, rãnh thoát nước để tăng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ. Đối với những vườn đang trong giai đoạn xử lý khô hạn để tạo mầm hoa thì bà con nên sử dụng màng ni lông không thấm nước làm mái che trên mặt líp, đồng thời chuẩn bị tốt khâu thoát nước trong vườn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa bão đến hiệu quả xử lý ra hoa. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở phía Nam, ngày mai, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nhưng hoạt động chưa thực sự ổn định, nên chiều và tối có lúc có mưa rào và dông ngắt quãng. Lượng mưa không quá lớn nhưng dù sao, sự xuất hiện của những cơn mưa dông cũng khiến cho nền nhiệt Tây Nguyên và Nam Bộ không tăng quá cao. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ ở Tây Nguyên và 33 cho tới 36 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 32 cho tới 35 độ, có nơi cao hơn và độ ẩm trung bình dao động xung quanh ngưỡng 89 đến 94%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, tập trung tại khu vực vùng núi. Ban ngày có mưa vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 89 đến 94%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng gián đoạn. Phía Nam trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ, cao nhất là từ 30 đến 33 độ, phía Nam là 32 cho đến 35 độ. Độ ẩm trung bình là từ 87 đến 92%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 28 độ, cao nhất là 33 cho tới 36 độ và độ ẩm trung bình là từ 82 đến 87%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố lốc và gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là 31 cho tới 34 độ, có nơi cao hơn và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, cao nhất là từ 33 cho tới 36 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.